Do ảnh hưởng của lùng khí nóng mùa hè, nhiều tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ đang đứng đầu với đợt nắng nóng kỷ lục. Từ Idaho đến California, nhiệt độ nhiều nơi tăng trên 100 độ kéo dài đến tuần tới. Các giới chức các tiểu bang này đã ra khuyến cáo kêu gọi người dân nên rất cẩn thận để tránh bị ảnh hưởng từ nắng nóng gây nguy hiểm đến tiếng mạng. Tuy nhiên, theo tường thuật của hãng thông tấn Reuters, nạn nhân đầu tiên của nắng nóng chính là cộng đồng người vô gia cư đang sống lang thang ngoài đường phố. Theo cơ quan thời tiết quốc gia tuyên bố hôm nay, điều kiện nắng nóng nguy hiểm một lần nữa bao trùm hầu hết tiểu bang Arizona. Từ hôm qua thứ tư và còn kéo dài cho đến tuần lễ tới với nhiệt độ từ 106 đến 112 độ F. Đợt nắng nóng này đã ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của cộng đồng người vô gia cư, hoặc những người không có được một mái nhà giữ mát. Nhiều người phải ra khỏi nơi cư trú mỗi ngày để tìm kiếm nước uống và bóng mát. Terry Price, người đã rơi vào tình trạng vô gia cư cách đây 16 tháng, đã khóc khi chia sẻ kinh nghiệm sống trên đường phố trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng rồi tự hỏi, hôm nay mình làm gì? Sau đó bạn nghĩ, trời nóng quá, tôi có thể làm gì đây? Thế nhưng điều đầu tiên là bạn cần thức ăn Price cho biết đang kiệt sức và mơ tưởng về việc có thể ngồi xuống sân của ai đó để sử dụng vòi nước giúp nguội mát cơ thể Jen Crow là trợ lý bác sĩ của nhóm y tế đường phố mang tên circle the city vào ngày thứ tư bà phải đi vòng quanh các công viên địa phương ở thành phố Chandler Arizona tìm kiếm những ai đang chịu ảnh hưởng khắc nghiệt của trời nắng nóng Điều đầu tiên bà phải làm là cung cấp nước và thông tin về các triệu chứng liên quan đến việc tiếp xúc với nhiệt độ quá nóng và nói: Chúng tôi thấy những người đang thực sự chống chọi với cái nóng nguy hiểm. Đó là buổi sáng khi nhiệt độ chưa đạt đến 110 hoặc 115 độ và điều đó thật nguy hiểm. Chúng tôi cũng biết ngay cả khi được giáo dục, chúng ta cũng sẽ mất đi nhiều mạng người hàng năm chỉ vì nắng nóng. Chúng đến với bạn quá nhanh đến mức bạn thậm chí không biết điều gì đang xảy ra để rồi quá muộn. Đối với ông Brian Brewer, người vô gia cư đã 4 năm qua, thì cái nóng ở Arizona giống như một cái lò nướng không bao giờ nguội. Ông nói, hãy tưởng tượng, tiểu bang này như một chiếc máy điều hòa không khí mà chúng không bao giờ được mở lên. Ông được các nhóm hỗ trợ của thành phố tặng cho các gói bột có chất điện giải để có thể giúp ông cho vào nước giải nhiệt cơ thể. Brian cho biết Nhờ những sự hỗ trợ này nhất là hỗ trợ y tế rất quan trọng để giúp đỡ cho họ mỗi ngày vượt qua những khó khăn hiện nay, nhất là nắng nóng. Hoàng Trọng Thủy từng trình cho đài Little Sài Gòn TV.